tin từ báo tuổi trẻ cho biết bộ trưởng quốc phòng Israel đưa ra cảnh báo cứng rắn với thủ lĩnh mới bổ nhiệm của Hezbollah. Israel cũng cho rằng Hezbollah đã mất khả năng tiến hành tấn công hàng loạt sau khi phần lớn kho rocket bị phá hủy. Ngày 29 tháng 10, nhóm vũ trang Hezbollah đóng tại Liban tuyên bố phó tổng thư ký Na'im Kassam, 71 tuổi, đã được bầu làm lãnh đạo mới của tổ chức này. Ông Kassam sẽ đảm nhiệm vị trí tổng thư ký Hezbollah thay ông Hassan Nasrallah người qua đời trong vụ tấn công của Israel ở Liban hồi cuối tháng 9. Theo hãng tin AFP, cùng ngày 29 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Job Ganlan cảnh báo việc bổ nhiệm thủ lĩnh mới của Hezbollah sẽ không kéo dài. Ông Ganlan viết trong bài đăng trên mạng xã hội X cùng với bức ảnh của tân thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassam chỉ là bổ nhiệm tạm thời, không lâu đâu. Trong một bài đăng khác bằng tiếng Hebrew, ông Ganlan tuyên bố đếm ngược đã bắt đầu. Sau chuyến thăm bộ chỉ huy phía Bắc của quân đội Israel trong cùng ngày, ông Gan ước tính phần lớn kho rocket của Hezbollah đã bị phá hủy trong các cuộc tấn công của Israel. Ông nói, tôi ước tính khả năng còn lại về đạn pháo và rocket của Hezbollah chỉ còn khoảng 20% và không còn được tổ chức theo cách có thể bắn hàng loạt nữa. Hezbollah đã bắn khoảng 60 quả đạn pháo về phía Israel vào ngày 29 tháng 10. Trong những tuần gần đây, Hezbollah đã bắn từ 180 đến 200 quả rocket vào Israel trong một số ngày theo số liệu do quân đội Israel cung cấp. Quân đội Israel cũng tiến hành các cuộc không kích dữ dội vào các cơ sở sản xuất và lưu trữ vũ khí của Hezbollah bên trong Liban. Bộ trưởng Ganlan tuyên bố hàng chục nghìn binh lính Israel đã thành công trong việc đẩy Hezbollah ra khỏi tất cả các ngôi làng dọc biên giới và phá hủy mọi loại cơ sở hạ tầng ở đó. Các nhà phân tích từng nhận định Hezbollah sở hữu một kho vũ khí gồm khoảng 150.000 rocket trước khi bắt đầu chiến đấu với Israel ở biên giới phía Bắc vào tháng 10 năm 2023 sau khi xung đột Israel-Hamas bùng nổ, báo VnExpress đưa tin Hezbollah bổ nhiệm phó thủ lĩnh Na'im Katsam làm người đứng đầu tổ chức sau khi thủ lĩnh tối cao Hassan Nasrallah bị Israel hạ sát ở Beirut. Nhóm dân quân quyền lực ở Liban hôm nay ra tuyên bố, hội đồng Sura đã thống nhất bầu Na'im Katsam làm thủ lĩnh tối cao của Hezbollah. Hội đồng Sura là cơ quan ra quyết định cao nhất của Hezbollah do thủ lĩnh tối cao đứng đầu. Naim Kassam sinh năm 1953 tại Beirut, Liban và bắt đầu hoạt động chính trị với phong trào Aman của người Shiite Liban. Ông rời nhóm năm 1979 sau cách mạng Hồi giáo ở Iran, sự kiện định hình tư tưởng chính trị của nhiều nhà hoạt động trẻ người Shiite ở Liban. Kassam tham gia quá trình thành lập Hezbollah với sự hậu thuẫn của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran sau chiến dịch tấn công của Israel vào Liban năm 1982. Ông là điều phối viên chung cho các chiến dịch tranh cử vào quốc hội của Hezbollah kể từ khi nhóm này lần đầu tham gia chính trường năm 1992. Kassam được bổ nhiệm làm phó thủ lĩnh vào năm 1991 và từ lâu đã là một trong những phát ngôn viên hàng đầu của Hezbollah. Ông thường trả lời phỏng vấn truyền thông nước ngoài, kể cả khi xung đột xuyên biên giới với Israel diễn ra suốt từ năm ngoái. Các dâm thường xuyên xuất hiện trên truyền hình sau khi thủ lĩnh tối cao Hassan Nasrallah bị hạ sát trong cuộc không kích của Israel ở thủ đô Beirut của Liban ngày 27 tháng 9 trong bài phát biểu hôm 30 tháng 9, ông cho biết Hezbollah sẽ chọn người kế nhiệm thủ lĩnh tối cao sớm nhất có thể và sẽ tiếp tục chiến đấu với Israel để thể hiện tình đoàn kết với người Palestine. Các sâm thường đội khăn xếp màu trắng không giống Nasrallah và người kế nhiệm tiềm năng Hassan Safiuddin muốn đội khăn xếp màu đen để thể hiện là hậu duệ của nhà tiên tri Mohammed. Ông là quan chức cấp cao nhất của Hezbollah tiếp tục xuất hiện công khai khi Nasrallah phần lớn nấu mình sau cuộc giao tranh của nhóm với Israel năm 2006. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cuối tháng 9 thông báo Nasrallah, người dẫn dắt Hezbollah 32 năm qua, đã bị hạ trong đợt tập kích vào thành trì nhóm vũ trang ở khu Haniye, ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, Liban. Israel sau đó tiếp tục hạ sát Safidin, ứng viên kế nhiệm Nasrallah vào đầu tháng 10. Hezbollah liên tục tập kích lãnh thổ Israel trong hơn một năm qua để bày tỏ đoàn kết với người Palestine ở giải Gaza, nơi Tel Aviv đang tiến hành chiến dịch chống Hamas. Hezbollah tuyên bố chỉ ngừng tấn công nếu có lệnh ngừng bắn ở Gaza. Xung đột gần đây leo thang nghiêm trọng sau khi Israel tăng cường không kích và mở chiến dịch tấn công trên bộ ở miền nam Liban nhằm đẩy lực lượng Hezbollah lên phía Bắc. Bộ Y tế Liban cho biết ít nhất 1.580 người đã thiệt mạng ở nước này kể từ ngày 23 tháng 9, thời điểm Israel bắt đầu tăng cường không kích mục tiêu Hezbollah trên lãnh thổ Liban. Các xâm hôm 15 tháng 10 tuyên bố giải pháp duy nhất cho xung đột hiện tại là lệnh ngừng bắn để mở đường cho người dân miền Bắc Israel trở về nhà. Ông cảnh báo, nếu chiến sự tiếp diễn, số lượng thị trấn không người ở tại Israel sẽ tăng lên và 2 triệu người sẽ nằm trong tầm đe dọa của hỏa lực Hezbollah. Theo báo Sức khỏe và đời sống, cuối tuần qua, Israel đã tiến hành hoạt động không kích vào các địa điểm quân sự trọng yếu và hệ thống phòng không S-300 của Iran nhằm gia tăng áp lực lên Tehran. Israel đã đặt tên ngày ăn năn cho chiến dịch này, sử dụng các cuộc tấn công chính xác bằng máy bay không người lái UAV để làm suy yếu các hệ thống phòng thủ của Iran. Theo các nguồn tin từ Israel, tất cả bốn hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Iran đã bị phá hủy. Đây là các hệ thống phòng thủ hàng đầu do Nga cung cấp, có khả năng ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa từ máy bay và tên lửa, là trụ cột của hệ thống phòng không Iran. Tờ New York Times cho biết, mặc dù Israel không nhắm vào các cơ sở dầu mỏ và hạt nhân của Iran, theo khuyến cáo từ các đồng minh, nhưng cuộc tấn công đã gây thiệt hại lớn cho hệ thống phòng thủ quốc gia của Iran. Truyền thông Israel đưa tin, chiến dịch có sự tham gia của hơn 100 máy bay phản lực và UAV, chia làm hai đợt tấn công. Đợt đầu tiên nhắm vào hệ thống phòng không của Iran qua không phận Syria và Iraq, nhằm ngăn cản các đồng minh của Tehran can thiệp đường bay của Israel. Đợt thứ hai tấn công trực tiếp vào các hệ thống S300 xung quanh Tehran và những địa điểm quan trọng khác như nhà máy lọc dầu Abadan, khu hóa dầu Bandar Imam Khomeini, mỏ khí đốt Tanje và cảng Bandar. Hình ảnh vệ tinh từ Reuters cho thấy các cơ sở quân sự tại Pachin và Khoji, những nơi được cho là liên quan đến chương trình hạt nhân và sản xuất tên lửa của Iran, đã bị hư hại nặng nề. Hãng tin Tasnim của Iran xác nhận, dù lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC không nằm trong mục tiêu, một số cơ sở sản xuất tên lửa tại tỉnh Tehran do lực lượng này quản lý vẫn chịu ảnh hưởng. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố chiến dịch đạt được mục tiêu đề ra khi đã vô hiệu hóa các cơ sở sản xuất tên lửa của Iran và làm tê liệt hệ thống phòng không S-300. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo phương Tây đã kêu gọi Israel kiềm chế, lo ngại nguy cơ một cuộc chiến toàn diện tại Trung Đông có thể tác động tiêu cực đến thị trường dầu mỏ toàn cầu. Iran cũng nhiều lần cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào cơ sở hạ tầng năng lượng hoặc hạt nhân sẽ là vượt qua làn ranh đỏ và sẽ kéo theo hậu quả nghiêm trọng. Lãnh đạo tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei đã lên tiếng rằng sự kiện này không nên bị coi nhẹ hay phóng đại. Đồng thời, quân đội Iran sẽ cân nhắc các bước đi tiếp theo, ám chỉ rằng Tehran có thể sẽ chưa đáp trả ngay lập tức. Việc phá hủy các hệ thống phòng không S-300 khiến Iran mất đi một lá chắn phòng thủ quan trọng trước các cuộc tấn công từ trên không, khiến quốc gia này đứng trước thách thức lớn hơn trong bảo vệ các cơ sở hạ tầng cốt lõi trước sức ép ngày càng tăng tới Israel thông tin từ báo vov các chuyên gia cho rằng danh sách mục tiêu israel nhắm đến trong cuộc tấn công vào iran tương đối hạn chế theo đó không nhắm vào các cơ sở hạt nhân và dầu mỏ điều này được thực hiện một cách có chú ý để iran có thể lùi bước khỏi tình trạng leo thang iran đang cân nhắc động thái tiếp theo sau khi israel tiến hành cuộc không kích vào cuối tuần qua để đáp trả cuộc tấn công tên lửa của tehran đầu tháng này Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết họ đã thực hiện các cuộc tấn công có mục tiêu và chính xác vào các địa điểm quân sự của Iran vào sáng sớm ngày 26 tháng 10. Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước IRNA dẫn nguồn tin từ quân đội Iran cho biết bốn binh sĩ đã thiệt mạng sau cuộc tấn công. Với sự tính toán lạnh lùng của địa chính trị Trung Đông, một cuộc tấn công như Israel thực hiện vào Iran hôm 26 tháng 10 thường sẽ phải đối mặt với phản ứng mạnh mẽ. Một lựa chọn khả thi là phóng loạt tên lửa đạn đạo như Iran đã từng làm hai lần kể từ đầu năm tới nay. Trả đũa bằng quân sự sẽ cho phép giới lãnh đạo tôn giáo của Iran thể hiện sức mạnh không chỉ với người dân trong nước mà còn cả các lực lượng ủy nhiệm như Hamas ở Gaza, Hezbollah ở Lebanon và các nhóm dân quân khác trong khu vực. Việc Iran sẽ làm gì tiếp theo có thể dựa trên thực tế rằng cuộc tấn công của Israel dường như không gây thiệt hại lớn như một số người dự đoán. Trong một tuyên bố trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh Tehran có quyền và nghĩa vụ phải bảo vệ đất nước, chống lại các hành vi gây hấn từ bên ngoài. Dù vậy, Iran dường như đang tìm cách hạ thấp tác động của cuộc tập kích khi nói rằng họ đã đánh chặn thành công và chỉ chịu thiệt hại hạn chế. Trong bình luận đầu tiên về cuộc tấn công của Israel, lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei nói rằng sự việc này không nên bị phóng đại hay hạ thấp, nhưng ông không kêu gọi phản ứng quân sự ngay lập tức tuyên bố của Iran dường như cũng được soạn thảo rất thận trọng nhằm mở ra khoảng trống để Tehran có thể lùi bước. Tuyên bố này cho rằng lệnh ngừng bắn ở Gaza và Lebanon quan trọng hơn bất kỳ hành động trả đũa nào đối với Israel. Ông Jonathan Panikov, giám đốc sáng kiến an ninh Trung Đông Skalkrop của Hội đồng Đại Tây Dương tại Mỹ cho biết đó có thể là dấu hiệu cho thấy Tehran đang tìm kiếm một lối thoát ngay cả khi họ tuyên bố ngược lại một số chuyên gia khu vực cho rằng danh sách mục tiêu của Israel trong cuộc tấn công vào Iran tương đối hạn chế, theo đó không nhắm vào các cơ sở hạt nhân và dầu mỏ của Iran. Điều này được thực hiện một cách có chú ý để Iran có thể lùi bước khỏi tình trạng leo thang. Theo ông Voller, Iran có thể do dự trong việc đáp trả trực tiếp vì Israel đã chứng minh được khả năng của họ trong việc tiếp cận các mục tiêu nhạy cảm của Iran. Việc Israel nhắm mục tiêu vào các địa điểm quân sự của Iran, bao gồm cả hệ thống phòng không của nước này, sẽ cho phép Tel Aviv tiến hành thêm các cuộc không kích nếu Iran leo thang xung đột. Israel cũng là một trong những quốc gia chi tiêu quân sự hàng đầu thế giới, tính theo tỷ lệ GDP, và nước này nhận được lượng lớn viện trợ quân sự từ Mỹ để duy trì cái mà họ gọi là lợi thế quân sự về chất lượng so với các nước láng giềng các sự kiện gần đây có thể nhắc nhở giới lãnh đạo iran rằng nước này bị áp đảo về mặt quân sự và do vậy đối với một chính quyền ưu tiên sự ổn định trên hết việc tham gia vào một cuộc chiến tranh toàn diện trở thành một lựa chọn phi logic quân đội israel tuyên bố họ sẽ có nghĩa vụ phải đáp trả nếu iran tấn công lần nữa Elie Gardenmeier, phó giám đốc chương trình Trung Đông và Bắc Phi tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Châu Âu, nói với NY Times rằng không loại trừ khả năng Israel sẽ tiếp tục tấn công, đặc biệt là sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Thông tin từ báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam. Ba trang dặn dò viết tay của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar do tờ báo Palestine al quds công bố bao gồm chỉ đạo về việc phải làm gì với các con tin Israel. Tác giả bài báo cho biết những trang tài liệu mật trên là di chúc cũng như là những mệnh lệnh cuối cùng của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar, người đã thiệt mạng trong một cuộc tập kích của quân đội Israel cách đây gần hai tuần. Theo các trang tài liệu viết bằng mực xanh, ông Sinwa yêu cầu nhóm bắt giữ con tin, chăm sóc mạng sống của tù nhân và đảm bảo an toàn cho họ, vì họ là quân bài mặc cả. Ông Sinwa nhấn mạnh việc canh gác tù nhân là điều cần thiết để đảm bảo việc thả tù nhân Palestine khỏi các nhà tù của Israel. Bài viết cũng nêu rõ những người thực hiện nhiệm vụ tốt sẽ được khen thưởng. Vào thời điểm Sinwa thiệt mạng, 101 con tin người Israel đang bị giam giữ trong giải Gaza. Ít nhất 60 người trong số họ được cho là vẫn còn sống. Trang thứ hai của tài liệu được viết dưới tiêu đề Al Trading for Printerco, một công ty in ấn đã đăng ký tại Dubai, nêu chi tiết số lượng con tin và địa điểm giam giữ họ. Trong đó có đề cập đến 112 con tin không rõ tên bị giam giữ ở ba khu vực, gồm 14 người ở thành phố Gaza, 25 người ở miền trung giải Gaza, 51 người ở thành phố Rafah. Nhóm con tin thứ tư gồm 22 con tin không có địa điểm giam cầm. Tên tuổi giới tính, đặc điểm công việc của họ là binh lính hay dân thường cũng được nêu rõ trong tài liệu. Trang cuối cùng hiển thị tên của 11 con tin nữ đã được thả ra trước đó trong lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần vào tháng 11. Trang viết cũng ghi rõ 11 con tin này là có ai có quốc tịch nước ngoài hay không. Hiện vẫn chưa có bình luận chính thức nào từ phía Israel về các tài liệu được cho là của thủ lĩnh Hamas xin qua. Trong đợt ngừng bắn kéo dài một tuần hồi tháng 11 năm ngoái, Hamas đã thả 105 con tin thường dân, 8 con tin đã được quân đội Israel giải cứu còn sống, trong khi thi thể của 37 người đã được tìm thấy. Ngày 24 tháng 10, diễn đàn gia đình con tin đã kêu gọi thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Hamas đảm bảo một thỏa thuận để trao trả những con tin bị bắt giữ. Nhóm cho biết trong một tuyên bố, chúng tôi yêu cầu Thủ tướng Israel trao toàn quyền cho nhóm đàm phán để đảm bảo thỏa thuận này, thời gian dành cho các con tin sắp hết. Lời kêu gọi của họ được đưa ra sau khi Israel tuyên bố cử các quan chức đến Doha vào ngày 27 tháng 10 để tham gia các cuộc đàm phán ngừng bắn mới được nối lại lần đầu tiên kể từ tháng 8 trước đó một phái đoàn gồm các nhà lãnh đạo của hamas đã gặp các quan chức an ninh ai cập tại cairo để thảo luận về các ý tưởng và đề xuất về một thỏa thuận ngừng bắn về phía mỹ washington tin rằng ông sinwa bị hạ sát có thể kéo hamas trở lại bàn đàm phán đặc biệt là nếu việc ra quyết định hiện sẽ do các nhà lãnh đạo còn lại ở nước ngoài dẫn đầu điều này có thể giúp đẩy nhanh các cuộc đàm phán ngừng bắn bị đình trệ từ lâu Hamas hiện đang thảo luận để lựa chọn nhà lãnh đạo mới của nhóm, với suy đoán rằng Mohammed, em trai của ông Sinwa, có thể nắm quyền kiểm soát. Thông tin từ báo Dân Trí, Israel tập kích quy mô lớn vào Iran bất chấp việc các nước trong khu vực tuyên bố đóng cửa không phận. Điều này làm dấy lên câu hỏi về con đường mà chiến đấu cơ Israel dùng để thực hiện vụ tấn công. Dạng sáng ngày 26 tháng 10, khoảng 100 máy bay quân sự của Israel đã tham gia vào chiến dịch không kích Iran. Chiến dịch không kích được chia thành 3 đợt nhắm đến các mục tiêu quân sự của Iran ở Tehran, Kuzestan và Ilam. Cuộc tấn công nhằm đáp trả vụ Iran bắn 200 tên lửa vào Israel hôm 1 tháng 10. Giới chức Israel khẳng định sau khoảng 4 giờ không kích, tất cả phi đội máy bay quân sự của nước này đã trở về căn cứ an toàn và hoàn thành mọi mục tiêu đề ra. Câu hỏi đặt ra là các máy bay tên lửa Israel đã sử dụng con đường nào để tấn công vào Iran khi các nước trong khu vực đóng cửa không phận. Trả lời phỏng vấn trang tin al cựu phi công và chuyên gia quân sự Ismail Abu Ayyubi tin rằng máy bay chiến đấu của Israel đã tiến vào không phận Iran qua Iraq. Ông nhận định các máy bay của Israel có thể đã tới biên giới phía tây của Iran thông qua không phận Iraq và các máy bay tấn công gần Tehran đã đi qua Syria, Iraq. Theo ông, phi đội máy bay chiến đấu tham gia chiến dịch không kích đã được trang bị thêm bình nhiên liệu, các máy bay tiếp nhiên liệu cũng được sử dụng bởi vì khoảng cách giữa Tel và Tehran lên tới gần 2.000 km. Ông nói, lãnh thổ Iran khá rộng lớn và máy bay Israel cần phải xâm nhập vào độ sâu nhất định để thực hiện các cuộc tấn công vì những tên lửa như Rampage chỉ có tầm bắn 250 km, không đủ để tiếp cận mục tiêu trong khi con đường thực sự mà Israel đã sử dụng vẫn còn là bí ẩn, phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc cáo buộc Israel sử dụng không phận Iraq để tiến hành chiến dịch không kích. Tehran cũng cáo buộc Mỹ hậu thuẫn Israel với lập luận không phận Iraq đang nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Mỹ. Iraq đã ban bố lệnh đóng cửa không phận vào sáng cùng ngày. Iraq hiện chưa bình luận về giả thuyết Israel đã dùng không phận của nước này để tiến hành tập kích Iran. Trong khi đó, Mỹ khẳng định không tham gia vào vụ tấn công. Một quan chức Ả Rập Xê Út nói với Reuters hôm 26 tháng 10 rằng nước này không cho phép Israel sử dụng không phận để thực hiện vụ tập kích Iran. Một nguồn tin quân sự khác cũng khẳng định không máy bay quân sự nào được phép đi qua không phận Jordan vào sáng cùng ngày. Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi nhấn mạnh nước này sẽ coi bất kỳ quốc gia nào cung cấp không phận nhằm hỗ trợ Israel tấn công Iran là kẻ thù và hy vọng không có ai cho phép điều đó xảy ra. Ngoại trưởng Adachi tuyên bố, bất kỳ quốc gia thứ ba nào hỗ trợ Israel hoặc cho phép sử dụng không phận của Israel để chống lại Iran thì sẽ bị coi là mục tiêu tấn công hợp pháp. Thông tin từ báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam, Israel đã cảnh báo Iran trước các cuộc không kích trả đũa vào sáng ngày 26 tháng 10, rằng Tehran không nên đáp trả nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công qua lại leo thang thành một cuộc xung đột rộng lớn hơn. Theo ba nguồn tin được trang tin Asius trích dẫn, cảnh báo của Israel đã được chuyển tới Iran thông qua một số bên thứ ba, bao gồm Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan. Một nguồn tin nêu rõ, Israel đã nói rõ với Iran trước về những gì họ sẽ tấn công nói chung và những gì họ sẽ không tấn công. Còn tờ Sky News Arabia dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết Nga đã thông tin tình báo cho Iran trước vài giờ về các cuộc không kích của Israel. Lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố Israel đã tiến hành tấn công ba đợt vào các mục tiêu quân sự của Iran. Trong số các địa điểm quân sự bị nhắm mục tiêu có các khẩu đội phòng không và các nhà máy sản xuất tên lửa đạn đạo, những địa điểm được sử dụng trong cuộc tấn công trực tiếp mới nhất của Iran vào Israel vào ngày 1 tháng 10 và một cuộc tấn công trước đó vào ngày 14 tháng 4. Báo Jerusalem Post của Israel cho biết cuộc tập kích nhằm vào Iran sử dụng hơn 100 chiến đấu cơ, trong đó có cả tiêm kích tàng hình F-35. Các máy bay Israel đã hoàn tất hành trình có chiều dài khoảng 2.000 km trong chiến dịch, bài viết miêu tả. Theo hai nguồn tin khác, Israel cũng cảnh báo Iran rằng nếu Iran trả đũa, các cuộc tấn công tiếp theo sẽ mạnh hơn. Chỉ vài giờ sau khi không kích, IDF thông báo kết thúc chiến dịch đáp trả. Người phát ngôn của IDF chuẩn đô đốc Daniel Hagari cảnh báo nếu Iran phạm sai lầm leo thang hơn nữa, Israel sẽ đáp trả. Về phần mình, Iran cho biết các cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở quân sự trên khắp đất nước đã được ngăn chặn và chỉ gây ra mức độ thiệt hại hạn chế. Hãng thông tấn nhà nước IRNA đưa tin Israel đã tấn công một số khu vực của các trung tâm quân sự ở các tỉnh Tehran, Khuzestan và Ilam. Tuy nhiên, các cuộc tấn công đã bị chặn lại và Iran đã phản công thành công bằng hệ thống phòng không tích hợp. Các quan chức Iran trước đó cho biết, các hệ thống phòng không này đã được triển khai ở một số khu vực xung quanh Tehran và cả nước. Trong khi đó, dẫn một nguồn tin biết rõ về cuộc tấn công, báo Mỹ The Washington Post cho hay, chiến dịch tấn công đáp trả của Israel vào Iran vào sáng ngày 26 tháng 10 là một phản ứng lớn hơn so với phản ứng mà nước này đã thực hiện vào Isfahan hồi tháng 4. Tuy nhiên, nguồn tin khẳng định cuộc tấn công được lên kế hoạch để giảm thiểu thương vong và ngăn chặn tình hình leo thang giữa Israel và Iran. Do qua Washington Post đưa tin, các cuộc tấn công của Israel nhằm mục đích tạo ra tác động mà Iran có thể hạ thấp mức độ nghiêm trọng của cuộc tấn công và không trả đũa qua lại. Thông tin từ báo Vietnamnet, tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết quân đội nước này đã vô tình loại bỏ được thủ lĩnh Hamas. Ahia Sinwa trong một cuộc tấn công ở giải Gaza. Hãng tin TASS trích dẫn tuyên bố ngày 24 tháng 10 của IDF cho biết, trong chuyến công du tới miền Bắc Gaza, ông Halevi thừa nhận việc tiêu diệt thủ lĩnh Sinwa hồi đầu tháng này là an may, không phải kế hoạch được vạch ra từ trước. IDF hôm 17 tháng 10 từng thông báo đã trừ khử 3 phần tử khủng bố ở Gaza vào ngày trước đó và một trong số này có thể là thủ lĩnh Hamas. Vài giờ sau, IDF xác nhận một trong các thi thể đã được nhận diện là của Sinwa. Tel Aviv cáo buộc nhân vật này là một trong những chủ mưu vụ đột kích đẫm máu của các tay súng Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Hamas xác nhận cái chết của thủ lĩnh Sinwa vào ngày 18 tháng 10, đồng thời từ chối thả các con tin Israel cho đến khi IDF rút khỏi Gaza. Theo lãnh đạo IDF, sự hiện diện của lữ đoàn 450, đơn vị đã hạ sát thủ lĩnh của phong trào Hồi giáo Hamas, cũng không được lên kế hoạch trước ở khu vực đó. Ông Halevi chia sẻ, họ không biết đang nhắm bắn ai song tổng tham mưu trưởng idf lưu ý cái chết của sinwa không hoàn toàn là ngẫu nhiên quan chức này nhấn mạnh đây là công việc có phương pháp là kết quả của chiến dịch gây áp lực lên rafah và tiêu diệt lữ đoàn hamas ở rafah đây cũng là kết quả thu được từ những nỗ lực của bộ chỉ huy israel khu vực những người đã chú trọng việc triển khai thêm quân trong tháng lễ truyền thống của người do thái việc tiến công và duy trì quyền kiểm soát hoạt động ở gaza hamas hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về các phát biểu trên